Thưa quý vị, VinFast vừa hé lộ thông tin về hai chiếc xe máy điện mới nhất của hãng là Taon và Felix với nhiều tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Taon mang dáng vẻ thể thao, mạnh mẽ và khỏe khoắn. Dòng xe này có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng 6 giây, quãng đường di chuyển tối đa 110 km. Mẫu xe này sử dụng hệ thống phanh từ nhà cung cấp Nissin, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh từ thương hiệu Continental. Tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67 cũng là một trong những tính năng nổi bật. Cả hai mẫu xe mới Taon và Felix đều vượt qua bài test ngâm 0,5 mét nước trong 30 phút. So với sự mạnh mẽ của Taon, Felix mang vẻ thanh lịch, trẻ trung, phù hợp với cả nam và nữ. Đặc biệt thiết kế hệ thống đèn full LED và đèn pha projector trên Felix gây ấn tượng mạnh với người nhìn. Chiếc Felix có khả năng di chuyển 90 km trong một lần sạc. Vận tốc tối đa đạt 60 km/h. Cả Taon và Felix đều được trang bị hệ thống kết nối thông minh HMI tích hợp eSIM. Đặc biệt, Taon là một trong những chiếc xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống công nghệ hiện đại Phone as the Key, cho phép kiểm soát chiếc xe bằng một chạm qua app điện thoại mà không cần chìa khóa cơ. Hiện VinFast chưa chính thức công bố giá cả của Taon và Felix, nhưng những tính năng, chi tiết, linh kiện sử dụng đều thuộc phân khúc cao cấp.